Là chủ kênh Vườn Lan Phương Hùng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021, nhà vườn em lại lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác tham khảo một số cây giống nhà em, chuẩn mặt hàng, chuẩn mặt hoa, con giống để cho các bác yên tâm và sưu tầm. Trước tiên đi vào từng mặt hàng, chi tiết từng đơn hàng thì em xin giới thiệu hôm nay là nhà em có mặt hàng như là Hồng Hòa Bình 2017, 5 cánh trắng Bất Mờ Hải Dương, rồi Ám Địch Quả Thanh Sơn Phú Thọ, 5 cánh trắng Hà Tĩnh, rồi 5 cánh trắng Phú Thọ, và Ám Mát Châu Linh Xanh bản 5 mít thì các bác là sưu tầm nhé. Tất cả mặt hàng con giống thì em, kể cả là từ những cây Ám Mát Châu trở lên, cái gì em phải bán là chuẩn mặt hàng thì cho các bác yên tâm nhé. Dù chỉ là những giá trị rất là nhỏ tiền nhưng mà mình phải bán chuẩn mặt hàng. Em xin giới thiệu địa chỉ nhà em là ở thôn Tổ Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Bình Phúc. Em có Zalo là Nguyễn Mạnh Hùng, số điện thoại cũng như là số Zalo của em là 0972 197255, Facebook của em là Hùng Nguyễn đó. Thì sau đây em là chi tiết từ đơn hàng. Cây số 1, đây là một chậu Ám Mắt Châu Lưng Xanh thuộc bản Lamit. Thì em nói luôn với các bác này, đây là dòng bản Lamit đó. À, rất là đẹp này. Và em cũng lên 2 cây, đây cũng là Ám Mắt Châu nhưng không phải, không thuộc dòng bản Lamit. Thì đây các bác nhìn lá các bác biết nhá, đây còn thuộc bản Lamit này đó. Đây dòng này thuộc bản Lamit này em. Còn số 1 này 170.000 đồng, phi này là 20 cm. Tất cả là phi thuần chậu nhá, phi đã thuần chậu này đó. Em gửi cả chậu đây, dù là 170.000 em gửi cả chậu luôn. Về cây cứ thế lên đó, các bác yên tâm luôn. 170.000 đồng. Em chuyển sang hình số 2, cũng là một cái kỳ 170.000 đồng, 170.000 đồng đó. Này bàn lá này, đầu ngọn lên này, rất là mạnh đó. Em chuyển sang hình số 3, hình số 3 cũng là một kỳ Ám Mắt Châu Hương Xanh bản lá mít. Kỳ này là 200.000 đồng. Các bác nhìn cái bộ rễ, bộ gốc của nó rất là to. Kỳ này lớn là hơn 20 cm, hơn 20 cm đó. Đây là cái người ta phun, đây là phun chống thối nhũn các bác nhé, cái thuốc chống thối nhũn đấy. Cái lá của nó rất là đẹp. Đây là chẳng qua là cái màu lá là người ta phun này, nhưng nó không sao, người ta phòng như này là rất là tốt. Khi các bác mua cây về nó không bị thối nhũn này là gì, để xoa cái là hết. Nhưng mà em không xoa cả nó, bởi vì là nó vài ngày sau là nó bay hết mà. Cho các bác ngắm cái khuôn hoa Ám Mắt Châu Đường Xanh đó, đây là khuôn hoa luôn nhá các bác nhá. Đó, bản la mít nó rất là đẹp. Kỳ này là 200.000 đồng, 200.000 đồng cái kỳ này đó. Em chuyển sang hình số 4, hình số 4 cũng là 200.000 đồng, 200.000 đồng đó, cho kỳ này đó. Đầu lá nó mới rất mạnh đó. hai trăm nghìn đồng cho hình số 4. Em chuyển tiếp theo sang hình số 5, hình số 5 cũng là 200.000 đồng đó, 200.000 đồng cho hình số 5 đó. 200.000 đồng thì em chỉ lên có 5 đơn hàng này là Ám Mắt Châu Xanh bản Lamit, ngoài vườn em vẫn còn các bác nhá. Cho nên là em chỉ lên tạm 5 hình. Nếu em lên 5 hình này mà khả năng hết thì em lại mời các bác lại vào Zalo em là Nguyễn Mạnh Hùng, em sẽ gửi cho các bác những cây tiếp theo đó. Em chuyển sang hình số 6, đây là cũng là một cây Ám Mắt Châu Lưng Xanh nhưng không thuộc bản lá mít. Em phải nói thế, một cây lá mít và cây nó không thuộc bản lá mít. Đây cây này đó, tất cả là cây thuần chậu, 150.000 đồng, 150.000 đồng cho hình số 6 đó nhá, đó nhá. Em chuyển tiếp theo sang hình số 7, hình số 7 cũng là một kỳ, cái này nó là thuộc kỳ 52, 51 này, 52 này, kỳ này dài hơn 20 cm, hơn 20 cm
Đó. Cũng là 200.000 đồng cho hình số 7. Đó. Kết thúc phần áo mắt châu lưu xanh. Em chuyển sang mặt hàng 5 cây trắng Phú Thọ. Trước tiên là mặt hàng này thì em cũng nói qua sơ qua một chút cho các bác hiểu. Kỳ này là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên. Đó. Kỳ 5 cây trắng Phú Thọ các bác nhá. Cắt khúc ươm tự nhiên. Nhưng em cũng nói rất là nhiều rồi. Nói nhiều thì cũng không phải là bao lò, không hay lắm, nhưng nói đến đây có những bác để rút ra một cái kinh nghiệm. Đó, đây là cây 5 cây trắng Phú Thọ. Nhưng người khác mua cây này về người ta sẽ bán sang Bạch Tuyết. Em nói luôn thế. Đó, nhưng đây là cây 5 cây trắng Phú Thọ. Đó, kỳ cắt khúc ươm tự nhiên. Cây rất khỏe và mạnh, rất lực. Đó. Hàng nào ra hàng đấy, chứ em không bán ba cái đủ lòng nhăng như người ta. Đấy, làm ăn là có chữ tâm, có uy tín này còn lâu dài. Vâng. Hình số 8 này, 300.000 đồng, 5 cây trắng Phú Thọ, kỳ cắt khúc ươm tự nhiên. Đó. 300.000 đồng. Và em cũng nói trước luôn với các bác này, cái này là em không gửi được cả chậu nhá. Không gửi được cả chậu mà em phải bỏ ra em chuyển. Tất cả là ở dưới có một miếng mút như này. Như này là em chuyển giải ăn tất là mút, không liên quan gì đến chậu. Đấy. Thì em bỏ miếng mút em gửi cho các bác, kéo em không tiếc cái chậu. Nhưng lý do em gửi cả chậu này, một là tiền cước đắt, hai là rễ vỡ ảnh hưởng đến cây. Thì em khi em gửi cho các bác tay đi cây đến các bác vỡ lung tung rồi mà nó va vào cây này là nó ảnh hưởng cây. Đấy. Nên là các bác thông cảm, em bỏ ra 300.000 đồng cho hình số 8 này. Hình số 9 cũng là một kỳ cắt khúc ươm tự nhiên. Đó, kỳ này. Đó. Kỳ năm 1 cắt khúc ươm tự nhiên, đầu lá nó lên rất là mạnh. Đó. Cũng là 300.000 đồng. 300.000 đồng cho hình số 9. Em chuyển tiếp theo sang hình số 10. Hình số 10 là kỳ này các bác nhé. Kỳ này. Đó. Kỳ này. Dễ ăn tất là miếng mút này. Đó. Cũng là 300.000 đồng. 300.000 đồng cho hình số 10. Đó. Tiếp theo em chuyển sang hình số 11. Thì em chia sẻ những kỳ nó lớn hơn chút. Đó. Còn những kỳ lớn các bác mua đến tiền triệu em cũng có rất là nhiều. Nhưng em chỉ lên hàng nhỏ, size nhỏ để cho các bác dễ sưu tầm. Đó, em chia sẻ cái kỳ này. Đó, cũng là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên các bác nhá. Đó. Kỳ này em chia sẻ giá là 370.000 đồng. Cây này em gửi cả chậu vì giá thì ở trong chậu nhỏ, em gửi cả chậu luôn. Đó. 370.000 đồng. Em chuyển tiếp theo sang hình số 12. Hình số 12 cũng là một kỳ cắt khúc ươm tự nhiên. Đó. Kỳ này em chia sẻ giá là 370.000 đồng. Nên dòng này thì em lại nói luôn, cái kỳ này là nó cứ đang đi lõ này. Đấy, các bác nhìn thấy đầu gốc, mầm gốc, nó đang đi lõ này. Đó, đang đi tiếp mầm. 370.000 đồng. 370.000 đồng cho hình số 12. Em chuyển tiếp theo sang hình số 13. Hình số 13 là một kỳ này. Chia sẻ một kỳ này. Cũng đang đi hai mầm lõ. Các bác nhìn kỹ, các bác nhìn thấy hai cái mầm này, hai cái mầm đang đĩa này. Kỳ này em chia sẻ giá là 370.000 đồng. 370.000 đồng và bảo hành cho các bác tuyệt đối chuẩn khuôn hoa 5 cây trắng Phú Thọ. Tất cả những mặt hàng mà trên bảo hành cho các bác tuyệt đối luôn. Nhà vườn em đây. Đó, địa chỉ, số điện thoại cho các bác. Em chuyển sang hình số 14. Đây là mặt hàng 5 cây trắng Hà Tĩnh. Thì cái này em chỉ có 3 đơn thôi. 3 đơn 5 cây trắng Hà Tĩnh. Yeah. Em cũng nói với các bác này này. Cái này là em mới lách trên thân các bác nhá. Mới xuống chậu, chứ cái được lòng trước mất lòng sau. Kéo các bác là cây vẫn chưa thuần chậu. Nhưng mà em đã trồng vào đây, đã đủ điều kiện để gửi cho các bác. Đã đủ thì em mới trồng ra nhá. Đó. Hình số 14 này 350.000 đồng. Đây là một cái kỳ, là cái kỳ trên thân. Kỳ trên thân các bác nhá. Đó. Nó rất là mạnh. Đó. Kỳ này em chia sẻ giá là 350.000 đồng. Đó. Là kỳ này. Đó. Đó.
em chuyển tiếp sang hành số 15. Hành số 15 cũng là một cây, cây này còn lớn hơn luôn. Đó, các bác nhìn cái đầu lá nó mạnh này. Nó xòe lá rất là mạnh. Đó. Như cái cây này. Đấy, em chia sẻ giá là 450.000 đồng. 450.000 đồng cho hình số 15. Đó. 450.000 đồng. Đó. Và tất cả những cái giá thì này trồng rất là ổn định. Đây, cái giá thì rất là đẹp. Thì sau đây em chuyển tiếp sang hình số 16 này. Nó cũng là một kỳ này. Đấy. Các bác nhìn cái ngọn lá này, đầu này. Đấy, nó phi rất là nhanh. Đấy. Kỳ này em chia sẻ giá là 450.000 đồng. Đó, tất cả là ăn trong một miếng mút các nhá, trồng trong một miếng mút không ấy vào chậu. Đó, rất là đẹp. Đó, 450.000 đồng cho hình số 16. Rồi, em bảo hành tuyệt đối cho các bác khuôn hoa 5 cánh trắng Hà Tĩnh. Đó, đây là khuôn hoa 5 cánh trắng Hà Tĩnh của năm 2020. Em chuyển tiếp theo sang hình số 17. Hình số 17, đây là em chỉ có hai chậu ám địch quá Thanh Sơn Phú Thọ. Ám địch quá Thanh Sơn Phú Thọ. Đó nhá. Các bác nhìn lá này. Ban lá chậu mẹ 8 sen luôn. Đó, cây thì em lấy từ cái nguồn trước em mua cây địch quá của Thanh Sơn. Đó, thì các bác biết này, cây mất trâu em lấy nhà anh ấy. Và cây địch quá này, các bác nhìn thì đừng có lấy lá này với lá này nhá. Chủ yếu là cái lá này là chẳng qua làm phun nó vôi này. Đó, thì màu nó nhìn nó giống nhau thôi, nhưng hoàn toàn là chất cây nó khác nhau. Em hùng bán nó phải chuẩn, cây nó thuần chậu nhá. Bán lá chậu mẹ nó rất là to. Bán lá chậu mẹ 8 cm này, bán lá mít ấy. Đó. Như cái kỳ này là hình số 17, em chia sẻ giá 250.000 đồng. 250.000 đồng. Đó. 250.000 đồng cho kỳ này. Đó. Và những cái này em gửi cả chậu luôn. Em chuyển tiếp theo sang hình số 18, cũng là một cái kỳ. Đó, một cái kỳ. Kỳ này em chia sẻ giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng. Đó, giá nó thuần chậu rồi, lâu rồi. Đó, 250.000 đồng. Đó, 250.000 đồng cho hình số 18. Đó. Và em bảo hành tuyệt đối cho các bác khuôn hoa ám địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Kết thúc phần ám địch quả Thanh Sơn Phú Thọ, em chuyển sang hình hàng chuyển sang 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương đó nhá. 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương thì em lên một cái chậu kỳ năm thứ hai đó, và có một cái mầm đĩa lỡ đó nhá. Mầm đĩa lỡ này thật ra có thể tách, nhưng mà cái rễ của nó là rễ già nên em không tách. Nếu rễ là rễ non nên em sẽ tách, em chia sẻ cái mầm này. Thế nhưng nó rễ rễ già thì em đi bán cả chậu nhá, bởi vì là cái rễ già thì cái tỷ lệ mình tách ra nó không an toàn lắm. Đó, đó, cái kỳ này, cái mầm gốc này đã dài khoảng 20 cm, gần 20 cm rồi. Đó, và một cái thân mẹ, đây là cái thân mẹ này, thân mẹ này kỳ năm một đi lỡ ra cái mầm này, xong lại đi tiếp mầm này. Đó, nguồn cây từ anh Hải Vĩnh Nhiên. Đó, cả cái chậu này em chia sẻ giá là 3.500.000 đồng. 3.500.000 đồng cho hình số 19. 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 20. Thì là một cái cây cắt khúc ôm tự nhiên các nhá. Đây là những cái cây thật ra là bác là có ít tiền mua sưu tầm thì là mua những cái cây này. Đó. Dù là cho dù là phải chuẩn hàng thì còn người ta bán cái hàng này mà đi mua cái hàng ba lăng nhăng thì nó không phải là giá trị tiền này, là 850.000 này đâu, mà sẵn sàng người ta chỉ mua có 10.000, thậm chí có 5.000 đồng. Đó. Thế nhưng mà mua là phải chuẩn hàng. Đó. Một cái cây này em chia sẻ giá là 850.000 đồng cho hình số 20. Em chuyển tiếp sang hình số 21, cũng là một cái kỳ này. Đó, kỳ này. Đó. Kỳ cắt khúc ôm tự nhiên đấy. Em chia sẻ là 850.000 đồng. 850.000 đồng.
và em bảo hành tuyệt đối cho các bác khuôn hoa 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương. Đó, đây là khuôn hoa 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương. Đó, với những cái mặt bông này các bác à, có nên là đáng để sưu tầm không? Cách đây 2 năm về trước mà nếu là một cái mầm như thế này, em nói hàng trăm triệu. Nói thì không phải là các bác, nếu các bác là đã chơi sâu thì các bác là cho em là nói đúng, nhưng các bác mà mới tập chơi em nói luôn, các bác nghĩ là em nói khoác lác lên, như thực ra là đúng như thế luôn. 100 triệu chỉ có được một cái mầm gốc như này, cái mầm ki như này thôi. Đây là cái hàng này. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 22, thì đây là mặt hàng Hồng Hòa Bình 2017. Thì trước tiên vào cái mặt hàng này, em cũng cho phép em Hùng nói một chút đôi lời về cây hồng 2017 này nhé. Cây hồng 2017 này nhà em là nó khoảng hơn 20 cm, hơn 20 cm nhé các bác nhé. Nhưng thật ra là để nhìn chất thân và lá này thì rất nhiều cây giống, em nói thật như giống, nhưng mà chủ yếu là ra cái màu hoa, cái mùa hoa có chuẩn hay không. Còn người ta bán như những cái kỳ này em bán 4 triệu đây này, em nói thật là bán 4 triệu, nhưng người khác có thể là chỉ bán có 400.000 hoặc 500.000, 300.000. Đấy thì đây là cái lời em Hùng khuyên, các bác cũng tự tìm hiểu. Cho dù là cây này có thể là các bác không mua, em thường thì em bán trên Facebook nhiều, nhưng em đăng lên đây để cho các bác tham khảo về giá cả. Nguyên về giá cả thì các bác đã biết là cây có chuẩn hay không so với những nhà khác nhé. Thế còn người ta nói nào kệ người ta, người ta lại bảo là à, năm ngoái năm kia em vào nhiều cây si sập đổ với nọ kia, đó là cái bài bán hàng của người ta thôi các bạn. Đấy thì nó đánh vào lòng tham con người nhá các bác nhá. Thì còn cái cây thì em phải đi mua về, chứ em nếu ở nhà làm nên được thì tất nhiên em cũng không có thể nào bán 300.000 được. Thế bán 300.000 thì em bán ngay ở nhà em à, lấy còn đủ 3 triệu đi là em bán bay rồi. Đấy, nên là các bác lưu ý cho em là những cái bác mà mới tập chơi là em vào cái lộng các bác lời khuyên lại nhé. Đó, cái kỳ này là em chia sẻ 4 triệu đồng về số 22, và em rất mong muốn các bác gần nhà đến nhà được, đó là một cái điều an toàn nhất mua cây nhé. Nếu mà nó gần nhà thì gần nhà em thì đến được, và bảo hành cho các bác tuyệt đối chuẩn khuôn hoa Hồng Hòa Bình 2017. Thế còn cái bông hoa này em nói thật, không phải là nói đây cái cây người ta lấy bông hoa, ví dụ người nào gửi cho người kia đẩy, em nói luôn thế, nhưng bán hàng cây nó phải chuẩn. Đó, thì thôi em nói thế mà các bác nào mà hiểu cho em thì tốt, chả hiểu thì cũng thông cảm cho em nhé. Đó, hầu như là video nào em cũng nói, chứ không phải em nói vì để câu khách về bán nhà em hay không hay là như nào. Thật ra em có cây thì em bán lúc nào cũng được, có lời em bán cũng có lời thôi. Thế thì em mới nói là nói tránh tình trạng là có nhiều người, nhiều các bác là ví dụ các bác tham gì. Tất nhiên cái kỳ Phú Thọ như kỳ này thì đúng là năm nay nó dễ thật rồi. Thì hôm qua em xem một cái kênh ở trong miền Nam, họ nói là cái kỳ như em đây em nói rất là đúng. Nhưng cái kỳ Phú Thọ này thì không có ai người ta tính bằng nhân bằng sen, cả sen thì phải giá trị tiền theo sen. Như những cái mầm dài hàng mét thì em cũng nói luôn là có bác, các bác bảo là có 10.000 một sen, thì em cho em Hùng biết có nhà ai bán 20.000 một sen không? Em mua 1.000 mét, em nói luôn thế, lấy đâu ra, đi đâu mà mua? Tính giá trị nhà nào bán bèo nhất là 30.000 là cái hàng mà giặt dẻo. Thế còn những cái cây nó to khỏe thì mỗi cây mấy giá trị nó khác nhau. Đó, thì em cũng chào tất cả các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi video suốt trong cái thời gian qua của nhà em. Em chào tạm biệt các bác.